Mình vừa thăm mấy chiếc lồng 7 bìm bịp xong nha các bạn. Dính được 4 con bìm bịp già quá đã các bạn ơi. Con nào con nấy cổ xanh lờm nha các bạn, mắt đỏ không đó. Này bìm bịp già không nha các bạn. Được 4 em. Nói chung cũng tạm ổn nha các bạn.